Kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xin được tạm dừng tại đây, và tiếp theo sẽ là phần trao nhận danh hiệu văn hóa năm 2013 và phần chương trình văn nghệ của đơn vị địa phương.